Cô chào các bạn. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với phần chữa bài của buổi số 186 và giao bài của buổi số 187. Thì bây giờ mình sẽ cùng nhau đến phần chữa bài nhé. Rồi. Câu hỏi số 1. Chúng ta có thể gặp nhau vào ngày 12 không? Chúng ta sẽ cho cô đáp án xuống phần bình luận với câu hỏi là có thể làm được gì đó không? Vậy đáp án chúng ta có từ đề hỏi Can we meet on the 12th? Khi là câu hỏi, các bạn chú ý để cho cô động từ khuyết thiếu can lên đầu làm chủ ngữ. Can we meet on the 12th? Và vào ngày thứ 12 thì sẽ là số thứ tự nhé. Không phải là 12 mà phải là gì ạ? 12. Các bạn thấy rằng là trong cái sự viết, trong cách viết nó hơi khác một tí, đúng không ạ? Đuôi TH, đuôi TH là số thứ tự ha. Can we meet on the 12th? Đó, các bạn ghi cho cô đáp án nhé. Bạn nào chưa làm được bài thì ghi lại đáp án. Câu 2. Trận chiến diễn ra vào ngày 21 tháng 3 năm 1940. Vậy thì với câu này thì đây chính là thì quá khứ đơn, đúng không nào? Vậy các bạn cho cô đáp án nào. Vậy ta có trận chiến The battle began on March 21st, 1940. The battle, trận chiến này. Và trong quá khứ đơn chúng ta chuyển begin, chuyển sang began. Vào ngày tháng cụ thể ta dùng on March 21st. Và năm 1940, 1940. The battle began on March 21st, 1940. Bạn nào chưa làm được bài, các bạn chữa bài và giúp cô nhé. Câu 3. Người duy nhất đến lớp là Lucy. Với câu này thì chúng ta sẽ có ở thì hiện tại đơn, đúng không ạ? Người duy nhất đến lớp là Lucy.
Rồi vậy ta có đáp án. The only person who comes to class is Lucy. The only person là người duy nhất. Người mà đến lớp thì ta phải dùng với mệnh đề quan hệ ở đây, đúng không ạ? Who comes to class is Lucy. Là Lucy, ta có là is Lucy. Câu 4. Thời điểm tốt nhất để tập thể dục là buổi sáng. Câu 4 với câu 3 giống nhau, đúng không? Thời điểm tốt nhất để tập thể dục là buổi sáng. Các bạn cho cô xin đáp án xuống phần bình luận nào. Vậy ta có the best time to do exercise, đúng không? The best time là thời điểm tốt nhất để tập thể dục. To do exercise is in the morning. Is in the morning. The best time to do exercise is in the morning. Câu 5. Cách duy nhất để vượt qua nỗi sợ là đối mặt với nó. Câu 5 thì lại giống hai câu trước, đúng không ạ? Cách duy nhất, thời gian tốt nhất, vân vân. Và chúng ta có cách duy nhất, các bạn cho cô đáp án xuống phần bình luận nhé. Vậy ta có the only way to overcome the fear is to face it. The only way to overcome the fear is to face it. Và các bạn sẽ có thời gian để xem lại phần chữa bài trong bài học ngày hôm nay. Chúng ta hầu hết là dùng với hiện tại đơn, đúng không ạ? Và có ba cái câu mình hay dùng nhất, đó là người duy nhất, cách duy nhất, thời gian đẹp nhất. Bạn nào chưa chữa được bài thì các bạn chữa bài vào giúp cô nhé.